đệ tử Thôi Thời Nghi. Bái biệt sư phụ. Hoàng Thái Hậu có ý chỉ: để ta nhận con làm nghĩa nữ. Thập Nhất: con có đồng ý không? Được, vậy bản vương sẽ kháng chỉ lần này. Cốt cách mỹ nhân. Cốt cách này rốt cuộc có gì đặc biệt mà ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng nể, có thể khiến cho người trong thiên hạ truyền tụng? Còn đến Tây Châu 10 năm, có phải còn chưa từng thấy thành Tây Châu hoàn chỉnh không? Ta đưa con đi xem nhé. Mẹ nói những lời đồn trong thiên hạ không cần để ý đến nó.